Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quan như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thành và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Còn này quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thầy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Còn này quy y đích quanh thế âm bồ tát đích đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại thải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa ngày chín tháng tám năm hai nghìn địa điểm giảng đường hoa nghiêm malaysia chủ giảng lão pháp sư tịnh không tập 105 trăm chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống khá, chân, xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Để... Trang 124, coi từ hàng cuối cùng. Dĩ định huệ lực hàng phục ma oán. Thử nhị cứu diệt tự đường dịch. Thị đệ ngũ tướng chi hàng ma. Ma giả Phạm ngữ ma la chi lược xưng Thử viên chứng ngại Năng vị tu đạo tác chứng ngại cố Hữu viên sát giả Hại nhân thiện cố Hữu thường hành phóng vật Đoạn huệ mạng cố Hữu viên ác giả đa ái dục cố Chúng ta đọc tới chỗ này Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian vì giáo hóa hết thảy chúng sanh Là thị hiện hàng ma Phật chẳng có ma Mà Bồ Tát cũng chẳng có ma nạn Nhưng phàm phu thì có Ma do đâu mà có? Một là phiền não Thứ khác là thiên ma Thiên ma bao gồm tất cả những thứ chứng nạn trên đường bồ đề những thứ ấy đều thuộc loại thiên ma <laughs> hai câu này đều trích từ kinh văn hội vô lượng thọ như lai của kinh đại bảo tích nói về Tướng thứ năm Chữ ma này Quý vị thấy nguyên gốc Trong các bản kinh sách xưa Là chữ ma Như trong chiếc ma Phía dưới chữ ma Không phải là chữ quỷ Mà là chữ thạch Tức tảng đá Tức là chữ ma trong chiếc ma Lương Võ Đế là một Phật giáo đồ kiên thành Thật sự toàn tâm toàn lực hộ trì Phật môn Chữ này do nhà vua tạo ra Nhà vua nói chiếc ma quá đáng sợ giống như ma quỷ nên thay chữ thạch bằng chữ quỷ tiếng phạn là ma la người hoa chuộng đơn giản bèn lược bỏ âm cuối rút gọn nên gọi bằng một chữ ma Chữ ấy dịch sang nghĩa tiếng Hán là chướng ngại vì nó có thể chướng ngại người tu đạo. Nói theo Phật Pháp, nó chuyên môn tạo ra các thứ chướng ngại đối với người tu hành. Đó là ý nghĩa dùi dập lại dịch là sát giả vì sao gây hại cho điều lành của người ta luôn ngăn trở người ta hành thiện đây cũng là chướng ngại khiến cho việc thiện của người khác chẳng thể thành tựu mà thường làm những chuyện ấy lại còn dịch là thường hành phóng vật vì đoạn huệ mạng biến nhát tán loạn nên chẳng thể nghiêm túc tu đạo khiến cho đạo nghiệp của quý vị chẳng thể thành tựu đó là đoạn trí huệ mạng trong chữ ma có những ý nghĩa ấy là dịch là ác giả vì ma có nhiều ái dục tình chấp rất nặng đều là nhân duyên chướng đạo trong hết thảy các kinh kinh đại thừa hay tiểu thừa đều thường nói đến tứ ma tức là bốn loại ma ma loại tứ chủng trong tịnh ảnh sớ đây là tác phẩm chú giải kinh vô lượng thọ nói đến bốn loại ma đều là những loại thường được các kinh nhắc tới loại thứ nhất là phiền não ma vì tham sân đẳng năng hại thiện pháp Chúng ta hãy suy nghĩ Chẳng phải là những thứ bên ngoài Mà chính là tham sân si của chúng ta Kinh gọi ba thứ ấy là tam độc Các phiền não như tham, sân, dân dân Còn gọi là ma Tham, sân, si đều là ma Ở đây nói tham, sân Sau đó có chữ đẳng Chữ đẳng Nhằm nói đến sáu căn bản phiền não Tức là tham sân si mạng nghi và ác kiến ác kiến là kiến giải sai lầm đó là phiền não mà nếu chẳng thể buông phiền não xuống đạo nghiệp chẳng thể thành tựu vì thế Xưa nay Trong ngoài nước Bao nhiêu người tu hành Kẻ tu hành đông đảo Có mấy ai thành tựu Vì sao chẳng thể thành tựu Tu hành nửa chừng ngã lòng vì sao ngã lòng tập khí phiền não quá nặng tất nhiên là ngã lòng nếu chẳng triệt để buông xuống những phiền não ấy đến cuối cùng nó sẽ khởi tác dụng xóa sạch toàn bộ công sức của người tu hành Hết sức đáng tiếc Cần phải trừ bỏ cội rễ của phiền não Phải trừ bỏ tâm tham tận gốc rễ Chẳng phải là thay đổi đối tượng Có những kẻ chẳng hiểu rõ Đối với tài, sắc, danh vọng, ăn uống ngủ nghe trong thế gian đã buông xuống chẳng tham nhưng như thế nào tham phật pháp tham luyến phật bồ tát vẫn chưa được vẫn là tham đức phật dạy chúng ta đoạn tham sân si chẳng bảo chúng ta thay đổi đối tượng nhất định phải biết điều này tham tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghê trong thế gian là bất thiện pháp nhưng đối với thiện pháp cũng chớ nên tham đức phật bảo chúng ta đoạn tâm tham phải ghi nhớ tuyệt đối chẳng phải là bảo chúng ta thay đổi đối tượng của tâm tham sân khỏe cũng phải đoạn Nếu chẳng đoạn sân khỏe Chẳng thể tháo gỡ sự ràng buộc của quán thân trái chủ được Sân khỏe đã đoạn Không chỉ là quá giải hiện tiền quán thân trái chủ rất dễ dàng mà vấn đề oán thân trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay cũng có thể giải quyết con người chớ nên có tâm tham đừng nên có tâm sân khỏe khoa mục tu học của bồ tát gồm sáu môn sáu môn ấy được gọi là lục ba la mật sáu môn ấy là gì sáu môn nhằm đoạn phiền não mà cũng nhằm xa lìa ma chứng vì sao bồ tát tu bố thí chủ yếu nhằm đoạn tham lam keo kiệt nên thí xã thí xã cũng là buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghe đều phải buông xuống chúng ta là phàm phu những tập khí phiền não như vậy rất nặng buông xuống ngay lập tức há dễ dàng ư nói thì đơn giản chứ buông xuống quả thật chẳng dễ dàng nhưng chẳng thể không buông xuống không buông xuống sẽ khó đi được nửa bước trên đường bồ đề quý vị chẳng có cách nào tiến lên vì những thứ ấy buộc ràng, dứng díu Do vậy học theo Bồ Tát tu bố thí Khiến cho quý vị dần dần học buông xuống Căn tánh của mỗi cá nhân chúng ta khác nhau Có người coi tài rất nặng Trước hết quý vị hãy bố thí tài buông thứ ấy xuống sẽ dễ buông những thứ khác có người rất coi trọng danh vọng háo danh trước hết hãy buông xuống phiền não nghiêm trọng nhất trước tiên hãy đối trị nó giống như chữa bệnh trên thân người ấy có rất nhiều chứng bệnh Bệnh nào nghiêm trọng nhất Có thể khiến cho người ấy mất mạng Thì phải trị trước Chữa lành căn bệnh ấy Tiếp đó lại thông thả chữa trị Những căn bệnh khác Những căn bệnh nhẹ hơn Chẳng quá mức nghiêm trọng Do vậy bản thân chúng ta phải nghĩ Đối với tiếng tâm Lợi dưỡng, tài sắc, danh vọng Ăn uống ngủ nghe thứ nào nghiêm trọng thì hãy thực hiện đối trị từ nơi nghiêm trọng đó phải thật sự đối trị có khá nhiều người tu học hết sức khó khăn hỏi tôi phải nên làm sao kẻ mới học chẳng ngại điều chỉnh và chuyển biến những thứ chúng ta yêu ghét so ra sẽ dễ dàng hơn cổ nhân có nói một câu rất hay thế vị na hữu pháp vị nùng đã ban cho chúng ta một khải thị rất lớn tư vị của ngũ dục lục trần thế gian dường như đem lại sự sung sướng cho con người nhưng sự sung sướng ấy là giả chúng ta hãy lắng lòng quan sát tư duy sẽ nhận ra sự vui sướng ấy giống như gì giống như hút thuốc phiện chích mọt viên, hưởng thụ xong cái được chẳng bù nổi cái mất, nếm được một chút ngọt ngào phải trả một giá quá lớn, chẳng đáng. quý vị lắng lòng quan sát sẽ thấy chẳng đáng. trong y học trung quốc còn nói nhiều hơn nữa tổn thất là gì tổn thương thân thể đức hạnh bại hoại bại hoại luân lý đạo đức chẳng giả tí nào thoạt nhìn ta thấy những thứ ấy đúng là ma chẳng phải giả dạ. không phải là những thứ tốt lành cứ khăng khăng kết bạn với chúng khăng khăng chẳng thể lìa bỏ chúng đạo nghiệp của quý vị làm sao thành tựu cho được cổ nhân tốt hơn người hiện thời vì cổ nhân đã học từ nhỏ học tập giáo huấn của thánh hiền phòng ngừa ngăn chặn để biết đề phòng từ bé chẳng dưỡng thành thói quen xấu xa đọc sách thánh hiền ý vị nếm được từ sách thánh hiền gọi là pháp vị quý vị đọc luận ngữ của nho gia Câu đầu tiên trong luận ngữ là học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ <laughs> niềm vui ấy được gọi là pháp vị học tập thánh hiền sau khi học xong Đều có thể áp dụng những đạo lý Và giáo huấn đã học vào cuộc sống hàng ngày của chính mình vận dụng toàn bộ Con người hiện thời gọi chuyện này là học linh hoạt vận dụng sống động Trong ấy có nỗi vui sướng Đó là bất diệt duyệt hồ Niềm vui sướng như thế chẳng do các kích thích bên ngoài Chẳng phải là tài sắc, danh vọng ăn uống, ngủ nghe Chẳng phải là những thứ ấy Những thứ ấy là kích thích bên ngoài Còn những niềm vui sướng như vậy xuất phát từ trong nội tâm Nhất là trong Phật Pháp tại Trung Quốc vào thời cổ Nói đến tam giáo giáo ở đây chẳng phải là tôn giáo mà là ba thứ giáo huấn của thánh nhân nho lấy khổng mạnh làm đại biểu đạo lấy lão trang làm đại biểu phật lấy thích ca mâu ni phật làm đại biểu đó là các vị thánh nhân trong tam giáo tam giáo đều có thể đem lại pháp lạc và pháp hỷ cho quý vị Nhà Phật nói Pháp hỷ sung mãn Quý vị có thể đạt được niềm hỷ duyệt từ trong kinh giáo Có thể đoạn trừ ngũ dục Lục trần thế gian Vì sao? Quý vị biết những thứ ấy bất hảo trong ấy có độc Chẳng thanh sạch giáo huấn từ sách vở của thánh nhân tốt đẹp trong ấy chẳng có chất độc có thể giúp chúng ta tăng tấn giúp chúng ta mở mang trí huệ giúp chúng ta thành tựu đức năng thành tựu tướng hảo do vậy phật pháp nói pháp hỷ sung mãn thường sanh tâm hoan hỷ là do chỗ này học phật mà chưa thể học được thường sanh tâm hoan hỷ thì có thể nói là còn cách xa đạo chưa nếm được ý vị khi nếm được ý vị sẽ là pháp hỷ sung mãn Tôi chẳng đọc báo mà cũng không xem TV. Đại khái là chẳng dính dáng đến các phương tiện thông tin ước chừng 50 năm. Do vậy, người khác hỏi tôi tôi luôn bảo là tốt lắm thiên hạ thái bình chẳng có chuyện gì tôi đều chẳng biết nhưng cũng có những đồng học hảo tâm cho tôi biết những tin tức quan trọng tin tức quan trọng là gì tai nạn khắp nơi đều có tai nạn quá nữa là các đồng học đọc từ internet hạ tải đem cho tôi xem không biết đúng là tốt do không biết nên mỗi ngày thiên hạ thái bình đã biết thì sao thiên hạ vẫn là ngày ngày thái bình vì sao Chúng ta mỗi ngày sống theo Phật pháp. Nếu rời khỏi Phật pháp, trông thấy những trạng huống đó, tự nhiên quý vị lo nghĩ kinh hãi. Sau khi đã đạt được pháp hỷ, trông thấy những vấn đề này quả thật là giống như thấy mộng huyễn bọt bóng đối với xử lý nhân quả trong ấy nếu các đồng học học phật khế nhập kinh tạng đôi chút trong tâm sẽ hiểu rõ vì sao có những tai nạn ấy xuất hiện sau khi tai nạn xuất hiện có biện pháp quá giải nó hay không hiểu rõ ràng minh bạch nghe xong hiểu được chính mình càng thêm bội phần đoạn ác tu thiện tích lũy công đức thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ do vậy những tin tức ấy có lợi cho chúng ta, chẳng có hại. chúng đốc thúc chúng ta quyết định phải có thành tựu trong một đời này, có đồng tu đem lời tiên đoán của người ma gia. Về năm 2012 kể với tôi Lại còn đưa đĩa CD cho tôi xem Tôi thật sự coi, coi hơn 20 lần Coi xong tôi nói với các đồng học Chúng ta niệm Phật nhằm chuẩn bị giảng sanh khi nào? Năm 2012 chúng ta chẳng muốn thấy tai nạn chúng ta có bản lãnh trước khi tai nạn bùng nổ bèn sang thế giới cực lạc di dân sớm một chút lại thưa cùng quý vị giảng sanh tây phương cực lạc thế giới là ra đi khi còn sống chẳng phải là chết rồi mới đi đã chết sẽ không đi được phải biết điều này người giảng sanh lúc sắp ra đi đầu óc sáng suốt thấy a di đà phật đến tiếp dẫn giả biệt người nhà quyến thuộc bạn bè tôi ra đi quý vị hãy gắn tu hành để cũng thành tựu tương lai gặp lại nhau trong thế giới cực lạc nếu tu chẳng tốt đẹp thì sao trong tương lai quý vị đọa trong ác đạo tôi thành Phật trong thế giới cực lạc Sẽ đến giúp đỡ quý vị tôi trở lại độ quý vị Tỉnh táo, sáng suốt, minh bạch chẳng có mãi mai ưu lự, kinh hải nào Đấy là lợi ích hiện tiền do Phật Pháp ban cho chúng ta nếu chúng ta chẳng hiểu sự lý, nhân quả, sẽ chẳng có không kinh hoàng chẳng sợ hãi kèm thêm những tin tức xấu người học phật đem lại những tin tức tốt chẳng phải là tin tức xấu khiến cho chúng ta giảng sanh cũng có thể chắc chắn biết trước lúc mất ta có thể ra đi khi nào hiểu rõ ràng minh bạch các chướng ngại chẳng ngăn trở được do vậy học phật là học gì học buông xuống thổi còn trẻ người xuất gia tôi gặp gỡ đầu tiên là chuyên gia đại sư tôi gặp gỡ lão nhân gia tôi thỉnh giáo ngài thưa không biết phật pháp thù thắng phật pháp tốt đẹp có phương pháp nào khiến cho chúng ta có thể rất nhanh chóng khế nhập hay không lão nhân gia bảo tôi có phương pháp phương pháp gì ạ nhìn thấu suốt buông xuống Tôi thật sự tiếp xúc Phật Pháp Tiếp xúc người xuất gia Ngày đầu tiên Ngài dạy tôi phương pháp ấy Phương pháp ấy là bí quyết chân thật Học dài chục năm mới thật sự hiểu thấu Phạm phu thành Phật từ sơ phát tâm cho đến địa vị như lai Đều do phương pháp này Thấy thấu suốt giúp quý vị buông xuống Buông xuống là giúp quý vị thấy thấu suốt Hai phương pháp ấy giúp đỡ lẫn nhau thành tựu mãi cho đến khi thành Phật Cuối cùng quý vị thấy bổ xứ Bồ Tát Chúng ta thấy trong địa vị ấy Đoạn trừ một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng Buông xuống như vậy thành tựu viên mãn đó là bí quyết thành phật thầy tốt lắm chẳng giấu giếm mãi mai nào chúng tôi hỏi thầy thật sự dạy rõ ràng nếu quý vị chẳng chịu buông xuống thì trật mất rồi vì sao phải buông xuống sau này thâm nhập kinh tạng từ kinh giáo đại thừa tôi thấy phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng nếu đã là hư vọng chớ nên chấp trước phải nên buông xuống chẳng có ngoại lệ Ngay cả cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai cũng chẳng phải là ngoại lệ. Kinh Kim Cang dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Chẳng nói cõi thật báo trang nghiêm của Như Lai là ngoại lệ, chẳng nói lời ấy. Do chẳng nói, chúng ta bèn hiểu cõi thật báo trang nghiêm cũng là hư vọng qua nhiều năm ngần ấy hiện thời kể như chúng tôi đã hiểu rõ minh bạch cõi thật báo do đâu mà có do tập khí vô thị vô minh biến hiện nếu chẳng có tập khí vô thị vô minh cõi thật báo trang nghiêm sẽ chẳng có sau khi chẳng có thì là cảnh giới gì trong tịnh độ tông cảnh giới ấy được gọi là thường tịch quan tịnh độ hiện tiền Thường tịch quan là tự tánh Là chân tâm bổn tánh của chính mình Bất sanh, bất diệt Nên mới dĩnh hằng Điều gì cũng chẳng có Nhưng nó có thể hiện ra dạng pháp Chẳng phải là Huệ Năng Đại Sư khi minh tâm kiến tánh đã nói rồi đó ư? Câu cuối cùng, nào ngờ tự tánh có thể sanh dạng pháp. Cảnh giới ấy mới thật sự là đại tự tại, thật sự chứng đắc khắp pháp giới hư không giới và chính mình là một thể, tức pháp thân chứng đắc cảnh giới ấy trong giáo pháp đại thừa quý vị được gọi là pháp thân bồ tát quý vị chẳng còn coi cái thân xác thịt này là thân mà gì mới là thân toàn thể hư không thế giới là thân của ta pháp thân bất sanh bất diệt Thân máu thịt này có sanh có diệt Có sanh có diệt là giả Bất sanh bất diệt là thật Vì vậy chẳng thể không đoạn phiền não Đoạn như thế nào? Khai trí huệ bèn đoạn Quý vị thấy Đức Phật sử dụng phương pháp Tức ba loại phương pháp Giới, định, huệ giới nhằm dạy quý vị khống chế phiền não khống chế tập khí phiền não là trì giới tử quy là giới cảm ứng thiên là giới thập thiện nghiệp đạo là giới tam quy ngũ giới đều là giới trước hết dùng những phương pháp ấy để khống chế phiền não Nhân giới đắc định khống chế phiền não rất tốt đẹp Khiến cho phiền não tuy khởi tác dụng nhưng nó có chừng mực Trọn chẳng thể vượt qua chừng mực ấy Nó có mức hạn chế chẳng thể vượt qua Lâu dần tâm đã định, bền, đắc định định là mấu chốt trong tu hành phật pháp giáo pháp đại thừa thường nói tám dạng bốn ngàn pháp môn hoặc vô lượng pháp môn pháp là phương pháp môn là môn kính những phương pháp đường lối ấy nhằm tu gì toàn là tu thiền định chưa vị phải biết điều này chúng ta niệm phật cũng là tu thiền định dùng phương pháp niệm phật phương pháp trì danh niệm phật để tu thiền định nếu phương pháp ấy chẳng phải là tu thiền định sẽ chẳng phải là phật pháp nếu phương pháp ấy nhằm tu thiền định thì là phật pháp nhân định khai huệ định đã lâu bèn hoát nhiên đại ngộ minh tâm kiến tánh Đức Phật dùng ba loại phương pháp ấy để giúp đỡ chúng ta Chính Ngài cũng do ba loại phương pháp ấy mà thành tựu Lại còn dùng ba loại phương pháp ấy để dạy chúng ta Giới là giữ quy củ, chẳng thể không tuân thủ Không tuân thủ, tâm quý vị chẳng định được vọng niệm tơi bời phiền phức to lớn quan sát kỹ lưỡng kẻ trẻ tuổi hiện thời chẳng kẻ nào tâm ý không bột chộp hời hợt kẻ tâm bột chộp hời hợt chẳng có cách nào tu đạo dẫu gặp phật bồ tát thì phật bồ tát vẫn chẳng thể dạy được vì sao chẳng có cách nào dạy kẻ ấy chẳng thể tiếp nhận chẳng thể lãnh ngộ hạng người nào dễ dạy nhà phật gọi hạng người ấy là pháp khí dễ dạy lão thành trung hậu ổn trọng người như thế dễ dạy quý vị dạy người ấy người ấy có thể tin hiểu làm theo gặp được người như vậy phật bồ tát chẳng bỏ qua luôn muốn giúp đỡ thành tựu người ấy vì sao người ấy có thể thành tựu có điều kiện thành tựu không chọn đủ điều kiện thành tựu quý vị dạy kẻ ấy sẽ lãng phí thời gian uổng công thời gian lẫn tinh lực đều bị uổng phí vậy thì hãy để kẻ ấy lại đó chờ đến khi nào hắn quay đầu khi ấy hắn hội đủ có điều kiện sẽ dạy vẫn chẳng trễ vì thế phiền não ma là tự thân chẳng đến từ bên ngoài những thứ dụ hoặc bên ngoài như Tài sắc danh vọng Ăn uống ngủ nghe Đều thuộc loại thứ tư Tức thiên ma Thuộc về loại ấy Trong có tham sân si mạng nghi Ngoài có dụ hoặc phiền phức to lớn điều này chắc chắn chướng ngại thiện pháp chúng ta phải hiểu phải tránh né nó loại thứ hai là ấm ma dị ngũ ấm thân cộng tương tồi diệt loại này cũng ở trong thân thể của chính mình ngũ ấm là gì sắc thọ tưởng hành thức nói đúng ra là thân thể hiện tiền của chúng ta nhục thân này là sắc pháp sắc là nói tới vật chất này chúng ta gọi sắc là vật chất. Nhục thân này là vật chất. Con người ngoại trừ thân thể còn có tinh thần. Vật chất và tinh thần hòa hợp thành thân thể này. Tinh thần là gì? thọ tưởng hành thức nói đến bốn chữ ấy thọ là gì quý vị có cảm nhận người ta khen ngợi quý vị quý vị vui vẻ sự vui vẻ ấy là thọ khi người ta chửi quý vị quý vị nổi cáo đó cũng là thọ thọ là nói đến sự cảm nhận tưởng sau khi quý vị đã có thọ bèn có vọng tưởng vọng tưởng không ngừng kể cả lúc ngủ vẫn chẳng ngưng dứt ngủ thì như thế nào quý vị nằm mộng mộng do đâu mà có mộng do vọng tưởng sanh ra nếu chẳng có vọng tưởng lấy đâu ra mộng người thiện tâm thường gặp mộng đẹp nằm mơ những chuyện tốt lành kẻ làm chuyện ác sẽ gặp ác mộng Tuy những thứ ấy chẳng thật Khi tỉnh giấc chỉ là một giấc mộng Nhưng trong khi nằm mộng Quý vị có cảm nhận Cũng có thể khiến cho quý vị mừng, giận, buồn, vui Mộng cảnh cũng có thể dẫn phát toàn là phiền não Chữ thứ ba là hành Hành là gì? hành là chẳng trụ chẳng ngừng rõ rệt nhất là mỗi người chúng ta từ chẳng sanh ra cho đến chết đều chẳng ngừng tinh tấn nhất chẳng ngừng khác nào mỗi ngày càng tiến gần tử vong có sanh ắt có tử không phải là mỗi ngày mà là mỗi phút mỗi giây mỗi giây đều chẳng chịu ngừng đi đến đâu điểm kết thúc cuối cùng của sự hạ sanh là phần mộ chẳng có ngoại lệ ai nấy đều đi theo con đường ấy có người hai ba mươi năm đã đến cũng có người năm sáu mươi năm mới đến trường thọ một chút thì tám chín mươi tuổi mới tới chung quy đều phải đến trạm cuối cùng nếu nghĩ đến chân tướng sự thật này Đối với Pháp Thế gian, Quý vị sẽ tâm tình nguội lạnh Tìm đến tôn giáo Tôn giáo nói có thiên đường Y tư lan giáo nói có thiên viên Quý vị rất hâm mộ Thiên đường tốt đẹp hơn thế gian này của chúng ta Có thật hay không? thưa chư vị thật sự có chẳng giả tí nào vì sao hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng thiên viên do tâm tưởng của quý vị sanh ra nên có thật giống như trong thế giới hiện tiền này thế giới hiện tiền cũng sanh từ tâm tưởng của chúng ta vì sao hiện thời thế giới này hỗn loạn lắm tai nạn như thế. Do tâm tưởng của chúng ta bất thiện toàn là nghĩ tới tham, sân, si, mạng, nghi. Toàn nghĩ tới ngũ dục, lục trần. Phản ứng là trạng huống hiện tiền. Chúng ta hiểu rất rõ ràng, minh bạch. Nếu quý vị khởi tâm đồng niệm Trong tâm nghĩ tới nhân nghĩa, đạo đức, lễ nghĩa, liêm sĩ có những suy nghĩ tốt đẹp ấy nghĩ tới quốc thái dân an tai nạn tiêu tan phước đức đưa đến thế giới này sẽ biến thành thế giới cực lạc sẽ biến thành thiên đường chúng ta phải nhớ kỹ câu kim ngọc lương ngôn sau đây của đức phật đó là chân lý hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng trong tâm quý vị nghĩ gì sẽ hiện ra điều ấy nghĩ tới phật cảnh giới phật hiện tiền nghĩ tới bồ tát cảnh giới bồ tát hiện tiền con người hiện thời ý niệm chẳng tốt lắm nghĩ tới gì họ nghĩ tới tham sân si tham sân si biến hiện điều gì nếu một người niệm niệm đều là tham lam trong tương lai kẻ ấy sẽ trong ngạ quỷ đạo Kẻ ấy vào trong quỷ đạo niệm, niệm niệm nghĩ tới sân khỏe Mỗi ngày suy tính dùng phương pháp gì Để chỉnh hoặc hại kẻ khác Kẻ ấy trong tương lai đi vào địa ngục đạo thiên đường và địa ngục đều do con người tưởng tượng ra chẳng có ai kiến tạo bởi thế tôn giáo bèn nói thiện nhân có thiện quả ác nhân có ác báo điều cuối cùng trong ngủ ấm là thức thức là gì thức là a lại gia thức theo kinh phật hành được gọi là mạc na thức tưởng là thức thứ sáu thọ là năm thức trước thức thứ tám được gọi là a lại gia a lại gia cũng là một cái kho nên gọi là tạng thức Giống như chữ tạng trong Tây Tạng, có nghĩa là cất giấu giống như một cái kho. Mỗi cá nhân chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Những nghiệp quý vị đã tạo đều chứa trong cái kho tư liệu ấy. Đều được bảo tồn trong thức ấy vô cùng đầy đủ. Tuyệt đối chẳng bị tổn hoại Hãy gặp duyên Nó sẽ khởi hiện hành Vì thế chúng ta có thể nhớ rõ Những chuyện đã từng trải qua Là do có một kho tư liệu như thế Hiện thời chúng ta tập khí phiền não quá nặng Chẳng thể tùy ý lấy tài liệu Từ trong kho tư liệu ra Có những thứ chúng ta chẳng thể rút ra được nếu chúng ta có công phu định lực Chẳng cần trí huệ Công phu định lực càng sâu Quý vị có thể thấy tư liệu trong A Lại Gia càng nhiều Thấy quá khứ Mà cũng có thể thấy vị lai Vì sao? Có thể nghĩ tới vị lai Năm sau còn chưa tới Nhưng ta đã giấy vọng tưởng nghĩ Năm sau sẽ như thế nào? trong kho tư liệu đã có những thứ của năm sau đó là một cái kho lớn những thứ trong ấy rất phong phú toàn bộ các nghiệp đã tạo trong đời đời kiếp kiếp từ vô lượng kiếp đến nay đều tồn trữ trong ấy những thứ ấy khi đã thành phật nó sẽ có tác dụng to lớn chuyển a lại gia thành đại viên kính trí đại viên kính trí là gì không gì chẳng biết nói đúng ra là tất cả tư liệu trong đời đời kiếp kiếp không chỉ là tư liệu của chính mình mà tư liệu trong kho tư liệu của người khác ta cũng có thể mượn dùng chẳng có chút chứng ngại nào thông suốt giống như nói vào mạng internet hiện thời Mãi mãi chướng ngại đều chẳng có Đối với kho tư liệu của Thích Ca Mâu Ni Phật Quý vị cũng có thể rút ra Giống như của chính mình vậy Thọ tưởng hành thức là tinh thần Sắc là vật chất Những thứ này Nếu chẳng tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền Sẽ tạo nghiệp Thân tạo nghiệp Thọ tưởng hành thức Càng có thể tạo nghiệp gì sao Đối với lạc thọ bèn tham ái Đối với khổ thọ bèn oán hận Quý vị thấy tham ái sẽ đi vào ngạ quỷ đạo Quán hận bèn vào địa ngục đạo Quý vị thấy tham ái sẽ đi vào ngạ quỷ đạo Quán hận bên vào địa ngục đạo Tuy bản thân tưởng chẳng tạo nghiệp Nhưng thọ và sắc tạo nghiệp Vì sao? Chúng nghe theo sự chỉ huy của tưởng thành vô cùng chấp trước Chấp trước ngã kiên cố Do vậy trong giáo pháp Đại Thừa đã nói tứ đại phiền não thường đi theo hành Nó cũng là ngã chấp Lại còn là tham sân si Ngã ái, ngã mạng, ngã si Mạng Là sân khỏe, là phiền não, bẩm sanh Thân chúng ta hiện thời là thân ngũ ấm Cộng tương tồi diệt Cộng tương tồi diệt đặc biệt nói về sanh lão bệnh tử Đó là tướng hủy diệt Nếu chúng ta chú tâm quan sát xã hội hiện tại sẽ thấy tham sân si mạng chẳng có chừng hạn mặc sức tạo tác kết thành quả báo trong đời này như quý vị đã thấy ba bốn chục tuổi đã chẳng còn mạng nữa Chúng ta tin tưởng thọ mạng của cái ấy không chỉ là ba bốn mươi tuổi Phải nên là sáu bảy mươi tuổi Vì sao ba bốn mươi tuổi mà đã chết mất rồi Chính mình quỷ hoại phá hư chính mình Trong xã hội hiện thời Hiện tượng ấy quá nhiều Loại thứ ba là tử ma Vì sao gọi là tử là ma đạo nghiệp của quý vị còn chưa tu thành công thọ mạng đã hết đó là ma chướng à mô có cách nào đối phó ma chướng ấy hay không xe, có lây lây đoạn ác tu thiện tích công lũy đức có thể kéo dài thọ mạng Chư vị hãy đọc kỹ Liễu Phàm Tứ Huấn Tôi học Phật, cuốn sách đầu tiên tôi xem là cuốn sách ấy Do Châu Lão Tiên Sinh đưa cho Vị Lão Tiên Sinh ấy là người Chiết Giang Ngàn dài dế với ông nội tôi Tôi mới 24, 25 tuổi Vì lão tiên sinh ấy đã 68, 69 tuổi Tôi quen biết cụ là do bạn bè giới thiệu Cụ là một Phật giáo đồ kiền thành Là đệ tử của Ấn Quang Đại Sư Là bạn học của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Là sư huynh sư đệ Thuở đó tôi còn rất trẻ Cụ rất thích tôi Tặng cho tôi một quyển Liễu Phàm Tứ Quấn để xem Tôi đọc xong rất cảm động những tật xấu của tiên sinh liễu phàm thuở trẻ tôi xét thấy chính mình đều có đủ không chỉ đã có lỗi mà còn chẳng có lỗi nào chịu thua súc tiên sinh còn có một ưu điểm mà so với ông ta tôi vẫn chẳng có do vậy tôi đọc một hơi gần như là hơn một tháng đại khái chừng hai tháng tôi đọc tới ba mươi lần khi tôi đọc là đọc nguyên văn chẳng có chú giải cảm xúc rất sâu mới biết cả một đời người đều bị chi phối bởi mạng chẳng có nửa điểm do con người quyết định Tiên sinh viên liễu phàm được một thầy tướng số là khổng tiên sinh Đoán sẵn số mạng Dần hạn mỗi năm trong suốt 20 năm chẳng sai sót mảy may Ông ta là người đọc sách Hàng năm đi thi, thứ hạng đổ đạt đúng như đã đoán định Tú tài thuở ấy được hưởng bổng lộc của quốc gia quốc gia nuôi quý vị quý vị chẳng cần làm gì mà vẫn sống được ngõ hầu quý vị chuyên tâm học hành hàng năm quốc gia cấp cho ông ta bao nhiêu đó gạo thuở ấy dùng gạo tẻ có đến mấy chục thạch gạo đủ cho ông ta sống khổng tiên sinh tiên đoán chẳng sai tí nào nên ông ta tin tưởng Khăng khăng một mực tin tưởng vận mạng Giọng niệm gì cũng chẳng có Vì sao? Giọng niệm vô dụng Vậy thì cần gì phải giấy giọng niệm? Có một lần Ông ta đến núi Thê Hà Thăm thiền sư Vân Cốc nơi này nay là núi thây hà nam kinh cùng thiền sư vân cốc hai người ngồi tại thiền đường suốt ba ngày ba đêm chẳng có một vọng niệm nào thiền sư vân cốc rất kinh ngạc thỉnh giáo viên tiên sinh ông dùng công phu gì vậy một người ngồi ba ngày ba đêm trong thiền đường Chẳng khởi một niệm chẳng dễ dàng Tiên sinh liễu phàm thưa Con chẳng có công phu gì Chỉ là vận mạng đã được người khác đoán sẵn 20 năm qua Mỗi năm đi thi Thứ hạng đổ đạt Bỗng lộc quốc gia cấp phát mỗi năm Chẳng sai mảy may con, con nghĩ tưởng gì nữa? Thiền sư Vân Cốc nghe xong ha hả, cười to. Tôi ngỡ ông là thánh nhân. Quá ra, ông vẫn là một kẻ phàm phu. Được hỏi tới, tiên sinh liễu phàm cũng rất kinh ngạc. Vì sao con là phàm phu? Thiền sư Vân Cốc phân tích. Phàm phu chẳng thể nào không có vọng niệm. Lẽ đâu chẳng thể có vận mạng. Đều có vận mạng, chỉ vì cái bình phàm vẫn suy nghĩ lung tung, chẳng biết vận mạng của chính mình. Bất quá ông rất may mắn, ông biết vận mạng của chính mình nên không nghĩ tới. Đó chẳng phải là công phu. Nên ông vẫn là một phàm nhân. Chẳng phải là nhập định nhập định có thể chế phục vọng niệm ông chẳng khởi vọng niệm không do công phu định lực sư dạy ông ta vận mạng có thể thay đổi câu nói ấy khiến tiên sinh liễu phàm nảy sanh hứng thú có thể thay đổi vận mạng ư đúng vậy cách thay đổi như thế nào sư dạy ông ta sám hối đoạn ác tu thiện Trong sách tứ quấn đã viết rất cặn kẽ Sư bảo ông ta Trong cửa nhà Phật có cầu ắt ứng Trong mạng ông ta chẳng có công danh Chẳng có thể nói là học hành chỉ đậu tú tài mà thôi Nếu đi thi cử nhân hoặc tiến sĩ sẽ chẳng có phần Trong mạng chẳng có mà Trong mạng chẳng có con cái Thọ mạng chỉ có 53 tuổi Cả đời quan tước cao nhất Là làm quyện trưởng một quyện bé tí ở Tứ Xuyên Đó là vận mạng do Khổng Thiên Sinh đã tiên đoán cho ông ta Thiền sư Vân Cốc giúp ông ta Đưa cho ông ta công quá cách Công quá cách là Thái Thượng Cảm ứng Thiên Nương theo Thái Thượng Cảm ứng Thiên Hồng Khéo tu tập Trong Cảm ứng Thiên Giảng Nhân lành quả lành Nhân ác báo ác Tổng cộng giảng 195 điều Hàng ngày phản tỉnh Hãy có lỗi phải sửa đổi Mỗi ngày chính mình kiểm điểm khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của chính mình ông ta thật sự làm phát tâm muốn làm ba ngàn chuyện tốt ba ngàn chuyện tốt lợi ích đại chúng lợi ích xã hội mười năm mới làm viên mãn tâm vừa phát năm thứ hai đi thi thứ hạng đổi khác Năm thứ hai đi thi Khổng tiên sinh đoán Ông Viên sẽ đậu hạng ba Ông Viên đậu hạng nhất Ngay lập tức chẳng đúng Ông ta biết thiền sư Vân Cốc dạy cách sửa đổi vận mạng ấy Ấy là thật, chẳng giả Ông ta cầu công danh Đi thi, thi dài lần thực sự thi đổ Trong mạng chẳng đổ cử nhân Nhưng đổ được mạng không có tiến sĩ dẫn đầu không có con cái ông ta cầu phật cầu bồ tát thật sự sanh được một đứa con ngoan ngoãn làm quan cũng to làm đến chức tri huyện huyện bảo trì trực tiếp thuộc quyền quản trị của hoàng đế Thọ mạng chẳng cầu sống lâu Tự nhiên tăng thọ Sống đến 74 tuổi Quý vị thấy đó vốn là thọ 53 tuổi Nhưng sống đến 74 tuổi Sống lâu hơn 20 năm Do vậy chính mình có thể làm chủ sanh tử Chẳng gì chính mình Ta có thọ mạng dài hơn một chút Sẽ làm thay cho xã hội Làm thay cho những người khổ nạn nhiều chuyện hơn Vì đại chúng phục vụ Thọ mạng của quý vị chẳng còn là của chính quý vị nữa Thọ mạng của chính quý vị có hạn độ Sau đó thì sao? Sau đó quý vị vì người khác vì thành tựu đạo nghiệp thành tựu đạo nghiệp nhằm phổ độ chúng sanh nên thọ mạng kéo dài đạo lý là như vậy đó phước báo do chính mình tu cộng thêm phước báo của chúng sanh thọ mạng tự nhiên kéo dài nhất là đối với đại thừa phật pháp thật sự hiểu rõ ràng minh bạch chẳng có sanh tử chuyện sanh tử giống như quần áo chúng ta mặc đã dơ bẩn bèn thay một bộ quần áo mới cởi ra xác thân này quá già thời gian sử dụng đã quá lâu sử dụng chẳng thuận tiện cho lắm bèn đổi lấy cái mới Chuyện là như vậy đó Vì thế Sanh tử chẳng có mãi may thống khổ gì Thay đổi thân thể để quay lại tiếp tục học tập Thật sự hiểu rõ ràng minh bạch điều này Vì thế người thật sự hiểu rõ thân thể Ngày càng thay đổi tốt đẹp hơn đời này là thân người đời sau đổi thành thân trời thân chư thiên tốt hơn thân thể này rất nhiều càng thay đổi càng tốt đẹp nếu là một kẻ mê hoặc trong phật pháp gọi kẻ ấy là người ngu si chẳng biết điều này tham sống sợ chết Lại còn tạo tác cả đống tội nghiệp Do vậy thân thể càng thay đổi càng tệ Đời này mang thân người Đời sau đổi làm thân súc sanh Như vậy là kém cỏi quá nhiều Thân súc sanh lại đổi thành thân ngạ quỷ Chẳng phải là càng đổi càng tệ hơn ư Do vậy người thông minh liễu giải chân tướng sự thật này Học Phật bèn có thể đối phó được Tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ liễu phàm tứ huấn Một đời này mạng tôi kém hơn mạng tiên sinh liễu phàm rất nhiều Này có thể vượt trỗi ông ta Là vì trong đời này gặp gỡ Phật Pháp những gì tôi có là do tu từ Phật Pháp Chứ không phải là trong mạng đã có Trong mạng tôi không có của cải Này muốn làm một ít việc Cần bao nhiêu tiền sẽ có người đưa đến Chuyện lạ lùng là tôi cũng chẳng phải hỏi xin tiền ai cũng chẳng hóa duyên Quyên mộ người khác Cứ tự nhiên mà có Về thông minh trí huệ Thì giảng kinh 52 năm Mỗi năm một khác có những vị đồng học lâu năm đã nghe tôi giảng kinh trong quá khứ Quý vị biết tôi giảng kinh cảnh giới mỗi năm một khác Về thọ mạng, tuổi thọ của tôi chỉ là 45 tuổi Lúc 45 tuổi đúng là bị bệnh một trận Tôi trước nay chưa từng bị bệnh Chưa nằm nhà thương Cả đời này chưa nằm bệnh viện lần ngã bệnh ấy tôi biết rõ thọ mạng đã tới chẳng tìm thầy thuốc cũng chẳng cần uống thuốc bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh chẳng chữa được mạng mạng đã tới tìm bác sĩ vô dụng do vậy tôi niệm phật cầu giảng sanh niệm một tháng bèn lành bệnh đó là phật bồ tát gia hộ này, vậy, Nếu tôi mất lúc bốn mươi lăm tuổi Giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới Thì phải là hạ hạ phẩm giảng sanh Trong cõi phàm thánh đồng cư Nhìn à Quý vị thấy hiện nay tôi 84 tuổi Gần như sống lâu hơn 40 năm Tiên sinh Liễu Phạm chỉ sống lâu hơn tuổi thọ đã định 20 năm Tuổi thọ tôi tăng gấp đôi ông ta Sau 40 năm ấy nếu hiện thời tôi giảng sanh Đại khái có thể là thượng bối giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư Tăng lên không ít không có thời gian sẽ chẳng được vì vậy phải dùng thọ mạng để làm gì dùng để tăng cao cảnh giới của chính mình đó là có ý nghĩa chứ không phải để hưởng thụ trên thế gian hưởng thụ là trật mất rồi thọ mạng đã bị lãng phí hãy nên không ngừng nghiêm túc học tập để nâng cao cảnh giới của chính mình tăng tấn phẩm vị giảng sanh của chính mình trong thế giới cực lạc chúng tôi cảm tạ phật bồ tát ban cho tôi thọ mạng thọ mạng để làm gì thọ mạng của tôi để đến làm chuyện này vì vậy tuổi tác đã cao đọc kinh niệm phật giảng kinh vui sướng chẳng mệt những chuyện khác hoàn toàn buông xuống chẳng có nữa cuộc sống tùy ngộ nhi an tùy duyên sống qua ngày quý vị nói xem có tự tại lắm hay không thứ gì cũng không có những thứ gì cũng đều chẳng thiếu thốn đó là phước báo thật sự quý vị thứ gì cũng đều có thứ gì cũng đều bận tâm quý vị nghĩ xem nếu quý vị có nhà để ở có phải quan tâm nhà cửa hay không tôi thì ngay cả nhà ở cũng chẳng có thứ gì cũng đều chẳng phải bận lòng không có nhà để ở nhưng mỗi ngày đều có căn nhà tốt đẹp để ở nhà của người khác thì chính người ấy phải lo toan mọi lẽ tôi không có xe quý vị thấy tôi ra khỏi cửa đều có xe để ngồi xe chẳng phải là của tôi tôi cũng chẳng phải chăm sóc yên tâm lên đường còn có nhiều người như thế kiếm tôi mời tôi đi giảng kinh thì tôi phải đi nhiều năm như thế tôi đã đi khắp thế giới trên đường lữ hành trên thân tôi chẳng có tiền máy bay bao nhiêu tiền một vé tôi không biết toàn là do người ta mua sẵn gửi cho chẳng bận tâm tí nào nếu quý vị có tiền tự mình mua vé rất phiền Lại còn phải xếp hàng Quý vị nói xem có phiền lắm hay không Vì thế học Phật là hết thảy đều buông xuống Thật sự đắc tự tại Thứ tư là thiên ma Thiên ma là cảnh giới bên ngoài ba loại trước đều là chính mình phiền não là chính mình ngủ ấm là bản thân sanh tử cũng thuộc về chính mình bên ngoài đến quấy nhiễu đều gọi là thiên ma thuộc về hoàn cảnh bên ngoài bên trong là phiền não tham sân si mạng nghi bên ngoài là gì bên ngoài là ngũ dục tức tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghe những thứ đó ở bên ngoài là ngoại ma đến cám dỗ mê hoặc quý vị nếu quý vị có trí huệ có thể khống chế phiền não phiền não chẳng khởi tác dụng quý vị đã hàng ma vì thế dĩ định huệ lực hàng phục ma oán quý vị có công phu định lực sẽ không bị quyến rũ mê hoặc quý vị có trí huệ trí huệ có thể thấy rõ ràng tà chánh phân minh xa lìa tà ác gần gũi phật bồ tát người thế gian hưởng lạc quý vị thấy họ hưởng thụ loại lạc nào phiền não ngủ ấm ma và thiên ma hợp lại họ hưởng loại lạc ấy phía sau niềm vui ấy có nỗi khổ nên nói là nỗi khổ cực lạc sanh bi không chỉ có khổ mà còn có tai nạn. Tai nạn nhỏ là thân tâm nhiễm bệnh, quỷ hoại sức khỏe. Tai nạn lớn thì hậu hoạn vô cùng. Có nên tiếp cận những thứ ấy hay không? Để nhận biết rõ ràng minh bạch bốn loại đại ma ấy rồi. Chúng ta biết chúng nó tồn tại chúng lại còn ở cạnh chúng ta thời thời khắc khắc chẳng rời khỏi chỉ cần quý vị thiếu cẩn thận sẽ rơi vào ma chứng thời thời khắc khắc hãy đề cao cảnh giác chẳng để cho chúng nó quấy nhiễu chúng chẳng thể quấy nhiễu quý vị sẽ biến thành hộ pháp lại có thể giúp đỡ quý vị đó là chuyện tốt đẹp giúp đỡ quý vị thì chúng ta có thể làm bạn với họ có thể cảm hóa họ đối với cảnh giới bên ngoài giúp họ quay đầu là bờ giúp kẻ ấy chuyển tà thành chánh chuyển ác thành lành chuyển mê thành ngộ đó là chuyện tốt đẹp quan trọng nhất là chính mình phải là chánh hạnh phải chánh thì quý vị mới có thể cảm hóa người khác tự hành rồi thì sau đấy mới có thể quá độ người khác chúng ta đọc lời lão cư sĩ nói trong phần sau kim kinh sở hàng phục giả chỉ thiên ma trong bốn thứ ma đặc biệt nói đến thiên ma Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đối phó với thiên ma ra sao? Như bà Sa Luận Vân Đây là một bộ luận trong kinh điển nhà Phật Trong luận ấy đoạn như thế này Trích lục Bồ Tát tích cư Bồ Đề Thụ Hạ Sơ dạ Ma nữ lai tương mị loạn trung dạ ma quân tổng lai bức não tu du giác sát tức nhập từ định linh ma binh chúng tồi bại đọa lạc trong luận ấy cũng là trích dẫn kinh văn trong tám tướng thành đạo của phật có ghi chép điều này đức phật vừa mới thành đạo đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh đã thành phật khi ấy ma đến gây rối ma hiện thành gì hiện thân người nữ đến cám dỗ mê hoặc thích ca mâu ni phật đức phật nhập định chẳng bị bọn họ quấy nhiễu những kẻ ấy đều do ma vương sai đến cách thức này không dùng được vì thích ca mâu ni phật không quan tâm lại tiến thêm bước nữa Sai ma quân lũ yêu ma quỷ quái đến bức bách gia hại Ngài Nói đúng ra là muốn làm tổn thương, làm hại Ngài Muốn lấy mạng Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật lại nhập định trong định những đau, thương, côn, gậy đều ùa tới công kích Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi đau thương sắp chạm đến Phật, Phật liền có một đóa sen ngăn đỡ đau thương mà chẳng có cách nào tổn hại Đức Thế Tôn. Do vậy rút lui. Đối với cửa ải hàng ma này, ma dùng các thứ phương pháp để cám dỗ, mê hoặc. Quý vị phải chịu được khảo nghiệm mà đầu hàng cũng biến thành hộ pháp chúng ta lại xem đoạn kế tiếp hữu tây vực ký vân đây là bút ký tây du của huyền trang đại sư Ngài sơ Ấn Độ Thỉnh Kinh Trong nhật ký của Ngài có một đoạn như thế này Tập chư thần chúng tề chỉnh ma quân Trị binh chấn lữ Tương hiếp Bồ Tát Nói rõ sự hàng ma Nói khá tỉ mỉ Ma Dương triệu tập các quỷ thần Những loài ma quân ấy đều nghe lệnh Ma Dương toàn đến đối phó Bồ Tát Bồ Tát trải qua việc này mới thành đạo Đây là khảo nghiệm Để thành Phật, Bồ Tát Cuối cùng còn phải trải qua cửa ải này Phải trải qua năm cửa ải Tài sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghe Mỗi cửa ải đều phải vượt qua Chẳng bị cám dỗ, mê hoặc Có thể chịu đựng sự khảo nghiệm Ma Dương ba tuần làm các chuyện này để uy hiếp Bồ Tát Bồ Tát ư thị nhập đại từ định Giống như nhập đại từ định đã nói trong phần trên Phạm quyết binh trượng Tức là những thứ binh khí và vũ khí do bọn họ sắp đến Thể đều biến thành hoa sen Toàn bộ đao, thương, côn, bổng, chúng cầm trên tay đều biến thành hoa sen Ma thấy vậy kinh hãi bỏ chạy rút lui Dĩ thượng câu biểu Bồ Tát định lực Định có thể hàng ma Huệ có thể cảm hóa ma hữu trí độ luận vân bồ tát trí huệ lực cố đại phá ma quân tắc hiển bồ tát huệ lực quý vị thấy định lực và huệ lực đều được vận dụng thị cố kinh vân chỉ định huệ lực hàng phục ma oán oán chỉ quán gia này chúng ta nói là quán thân trái chủ chúng ta phải học điều này này chúng ta bắt đầu học phật những điều gây chướng ngại cho chúng ta rất nhiều chúng ta muốn đến đây nghe kinh nhưng bạn thân của quý vị gọi điện thoại hẹn sẵn khiến cơ hội của quý vị bị phá hoại đó là gì ma chướng đạo kẻ ấy do lòng tốt mời quý vị đi chơi tức là ma ở ngay trong cuộc sống hàng ngày ở quanh ta hôm nay quý vị muốn định tâm muốn niệm phật tính lại phật thì có người đến tìm quý vị quý vị biết đó là ma đến quấy nhiễu khi ấy quý vị tùy thuận giáo huấn của phật bồ tát hay tùy thuận ý nghĩ của ma đi theo họ lúc ấy do chính quý vị chọn lựa chọn lựa đạo nghiệp thì trong tương lai quý vị có thành tựu quý vị chọn lựa thù tạc đi theo ma đạo nghiệp sẽ bị quỷ mất từ sơ phát tâm cho đến khi thành phật phật luôn giúp chúng ta mà cũng luôn nhiễu loạn chúng ta năm mươi năm mươi mấu chốt thành bại chẳng tại phật cũng chẳng do ma mà do chính mình quyết định nếu chính mình có thể kiên trì một phương hướng một mục tiêu chẳng có ai không thành tựu nếu phương hướng của quý vị quá nhiều mục tiêu quá nhiều chắc chắn quý vị chẳng thể thành tựu không thể thành tựu thì chắc chắn vẫn luôn hồi trong lục đạo Phải thấy rõ luân hồi trong lục đạo rất khổ Khổ chẳng thể nói nổi Thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch Chẳng còn muốn luân hồi nữa Thời gian trong lục đạo rất dài Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã chịu lắm nỗi khổ sở quan uổng giường ấy. Bao nhiêu đồng tham đạo hữu đều đã thành Bồ Tát, thành Phật. Nhưng chúng ta vẫn luân hồi trong lục đạo. Chính mình phải gánh lấy trách nhiệm ấy. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Đắc vi diệu pháp thành tối chánh giác. Hàng ma là chẳng còn bị trong ngoài quấy nhiễu. Đạo nghiệp của quý vị thành tựu. Do vậy đã thành Phật. Thử nhị cú thị đệ lục tướng Thành đạo chi nghĩa Phi diệu giả duy ma kinh viết Phi vi diệu thị bồ đề Chư pháp năng tri cố Phi diệu là gì? phi diệu là bồ đề bồ đề là tiếng ấn độ dịch sang nghĩa tiếng hán là đại giác đại triệt đại ngộ là phi diệu bồ đề giả phật chi tri kiến diệt tức thật tế ly thể đương nhân tự tánh giảng rất rõ ràng vi diệu là gì minh tâm kiến tánh đó là vi diệu trong hoàng nguyên quán nó được gọi là tự tánh thanh tịnh viên minh thể quý vị đã chứng đắc tìm được cội nguồn của vũ trụ và nhân sinh đó là viên thành phật đạo trong phật pháp tốt đẹp ở chỗ nào những chỗ tốt đẹp quá nhiều chỉ cần tìm được điều này quý vị hoàn toàn đạt được trọn khắp pháp giới hư không giới Giống như đối với hình tròn quý vị đã tìm được cái tâm của nó bất cứ điểm nào trên vòng tròn cũng đều dẫn thẳng đến cái tâm quý vị hoàn toàn tìm được giống như đức phật đã giảng trong kinh trí huệ viên mãn đức năng viên mãn tướng hảo viên mãn tánh tướng như trong kinh giáo đã nói lý sự nhân quả chẳng sót một pháp nào hãy đạt được điều này sẽ đạt được hết thảy trí huệ thần thông và đạo lực của quý vị chẳng khác gì chư Phật Như Lai. Tỳ Lô Giá Na Phật và A Di Đà Phật quý vị đã thành tựu thành tựu viên mãn tri kiến của phật là như trong kinh pháp hoa đã nói nhập phật tri kiến phật tri phật kiến nói đơn giản là không gì chẳng biết không gì chẳng thấy Quý vị chính mắt thấy Vì sao? Quý vị ở trong đại định Thành Phật Là vĩnh viễn ở trong định Huệ đi đứng ngồi nằm Đều trong định Định ở đây không chỉ là ngồi khoanh chân nhìn vào vách mới là định đó là lúc mới học học tu định sau khi tu định thành công trong hết thảy thời hết thảy chỗ đều ở trong định vì sao sáu căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài quý vị chẳng chấp trước chẳng phân biệt chẳng khởi tâm chẳng động niệm có phải là định hay chăng làm mọi việc như vậy giúp đỡ vô lượng vô biên chúng sanh khổ nạn nhưng chính người ấy ở trong định có cần phải xuất định để làm mọi việc hay không chẳng cần chẳng xuất hay nhập định hoàn toàn ở trong định chúng ta phải liễu giải điều này nhập định có thể thấy xuất định bèn có thể làm việc đó là tiểu định là định của tiểu thừa a la hán bích chi phật chứ đại thừa bồ tát không như vậy từ kinh địa tạng chúng ta thấy mẹ cô quan mục đã mất cô biết mẹ lúc còn sống tạo tội nghiệp rất nặng chắc chắn đọa ác đạo bèn cúng dường a la hán cầu a la hán giúp đỡ nhìn xem mẹ cô đang ở nơi đâu a la hán phải nhập định nhập định trông thấy khi xuất định bảo cho cô ta biết tình hình tiểu thừa có xuất nhập nhưng pháp thân bồ tát chẳng xuất nhập do đã kiến tánh a la hán chưa kiến tánh đối với ba tầng chướng ngại chỉ đoạn một tầng tức là chẳng chấp trước nhưng vẫn còn phân biệt còn có khởi tâm đồng niệm Pháp thân Bồ Tát khởi tâm động niệm cũng đã đoạn Nên chẳng xuất nhập định thật sự đắc đại tự tại Thật tế lý thể Câu này có một thuật ngữ tương đương trong triết học hiện đại là Bản thể của vũ trụ dạng hữu Bản thể là gì? Có thể sanh ra muôn hình tượng trong vũ trụ Nó cũng là tự tánh Chính là tự tánh Danh từ Phật Pháp là tự tánh Danh từ triết học là bản thể Cổ nhân Trung Quốc gọi nó là bổn tánh Những danh từ ấy nhằm chỉ điều này Bổn tánh, bổn thiện dùng phật pháp để giải thích thì bổn thiện có nghĩa là thực tế lý thể là phật tri phật kiến như vậy thì mới gọi là bổn thiện dùng phật pháp để giải thích học thuật truyền thống của trung quốc nâng cao nó lên Nâng cao tới cảnh giới viên mãn Kinh vân Phi thị ngữ ngôn Phân biệt chi sở năng tri Cố vân vi diệu năng tri Chuyện này ngôn ngữ chẳng thể diễn tả được chẳng gán cho nó danh từ thuật ngữ nào được chỉ có chứng mới biết chỉ cần quý vị buông khởi tâm động niệm xuống nó sẽ hiện tiền quý vị sẽ biết quý vị tuy biết vẫn chẳng thể diễn tả được trong giáo pháp đại thừa có một câu tỷ dụ như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri Một người uống một chén nước Quý vị hỏi người ấy nước có nóng hay không? Nói không được Cầm nhiệt kế để đo cũng đo không ra Ắt à phải do chính quý vị uống thì mới biết rõ vì sao mỗi người cảm giác khác nhau. tôi uống thấy độ ấm rất hợp nhưng có thể là người khác không uống bền cảm thấy nóng quá. một người khác nữa cảm thấy quá lạnh. mỗi cá nhân cảm giác khác nhau. làm sao có thể nói được? đó là hàm nghĩa trong hai chữ vi diệu vi diệu nan tri giữ vi diệu thì bồ đề giả bồ đề là chánh giác đương nhân chánh giác tức là chánh giác của chính mình chánh giác của tôi thì quý vị làm sao có thể biết được chánh giác của quý vị kẻ khác cũng chẳng biết chỉ có người công phu cao hơn quý vị mới biết hoặc kẻ có công phu ngang bằng quý vị là biết a la hán biết a la hán chẳng biết bồ tát bồ tát biết bồ tát mà cũng biết a la hán biết cảnh giới của người thấp hơn vị ấy phi diệu mang ý nghĩa này trong tình ảnh sớ có nói lý thị diệu pháp do đắc thử pháp cố thành chánh giác lý cũng là thể nó là diệu pháp hết thảy diệu pháp do nó mà có nếu quý vị hiểu rõ lý thể ấy đã thấy đèn thành chánh giác Lý thể viên mãn là tự tánh viên mãn Pháp Thân Bồ Tát chứng đắc lý thể phần lý thể thanh văn duyên giác chứng đắc một phần, phần lý thể chẳng viên mãn nói chung chưa viên mãn sẽ không ra khỏi mười pháp giới tuy đã vượt thoát lục đạo nhưng chưa thể vượt khỏi mười pháp giới nếu chứng đắc viên mãn sẽ vượt thoát mười pháp giới. Lý được nói ở đây chỉ thực tế lý thể. Thực tế lý thể là tự tánh. Minh tâm kiến tánh, thật sự minh tâm kiến tánh thành chánh giác là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. lý này nếu nói hạn cuộc chẳng viên mãn thì đó là chánh giác được chứng bởi a la hán cái được chứng đắc bởi a la hán bởi bồ tát hay bởi phật đều là một lý thể nhưng nó cạn hay sâu khác nhau a la hán chứng nhập nông cạn bồ tát chứng nhập sâu phật chứng đắc rốt ráo viên mãn thảy đều là nói về tự tánh hậu trường anaham kinh viết như lai đại trí vi diệu độc tôn A hàm là kinh tiểu thừa. Lời tán tháng này có lý Phật Quả thật A-la-hán xưng tán Bồ-Tát như thế Độc tôn ở đây là chỉ có thành Phật thì mới có thể chứng đắc Đối với những địa vị kém hơn Phật quả Cũng có nghĩa là từ bậc đẳng giác trở xuống Vẫn rành rành là kém hơn Phật tổng thượng nhi ngôn đây là nói tóm lại tổng kết rất nhiều những điều cho các vị tổ sư đại đức đã nói như trên đây thì đắc vi diệu pháp tức khế thế tôn chi phật trí nhật thật tướng chi diệu lý chứng chánh chân chi bồ đề cố thành chánh giác chánh giác giả như lai chi thật trí cố thành phật viết thành chánh giác cách giảng này cũng rất hay khế thế tôn chi Phật trí Đều được chứng đắc Bởi Thích Ca Mâu Ni Phật Và hết thảy chư Phật là một Không hai Đấy là Nhật thật tướng chi diệu lý Hai chữ thật tướng chỉ chân tướng của dạng Pháp trong vũ trụ thật là chân thật diệu lý về chân tướng chân tướng do đâu mà có vì sao có chân tướng Lý thể của chân tướng được gọi là diệu Nó là tự tánh Công năng và đức dụng trong tự tánh chẳng thể nghĩ bàn Không có cách nào tưởng tượng gì cũng chẳng có Nhưng nó chẳng thiếu thứ gì Diệu ở chỗ này Chúng ta hãy suy nghĩ khi quệ năng đại sư khai ngộ, ngài đã miêu tả bồ đề chân chánh, diệu lý thật tướng có hình dạng như thế nào? ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nói theo cách bây giờ, nào ngờ tự tánh là chẳng nghĩ tự tánh vốn là thanh tịnh. Có bị nhiễm bẩn hay không? Chẳng có Hiện thời tự tánh của chúng ta có bị nhiễm bẩn hay không? Chẳng có Chắc chắn chẳng bị nhiễm bẩn Đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục Đều chẳng bị nhiễm bẩn Đúng là thanh tịnh Là tự tánh thanh tịnh viên minh thể không chỉ chẳng bị nhiễm bẩn mà còn chẳng có sanh diệt bất sanh bất diệt bổn tự cụ túc à, zi, cụ túc là gì à, trí huệ đức năng tướng hảo Cũng là trọn đủ hết thảy các pháp Vì sao? Hết thảy các pháp đều do tự tánh biến hiện Có thể hiện hết thảy các pháp Kinh Hoa Nghiêm nói đến thế giới hoa tạng Phẩm thế giới thành tựu có nói Vô lượng vô biên chư Phật sát độ Trong chư Phật sát độ Có gọi là tình độ Có gọi là ế độ ế độ giống như địa cầu của chúng ta Trạng huống đại khái giống nhau Thiên biến dạng hóa Trước nay chưa từng ngưng dứt Tổng chỉ huy dạch ra sách lược chung của những biến hóa ấy là ai? Thưa quý vị, ý niệm, tức là ý niệm của chúng ta. Chư Phật như Lai thị hiện trong lục đạo. Như Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại Ấn Độ vào ba 000 năm trước, thì hiện tám tướng thành đạo. Người dạch ra sách lược chung, tổng chỉ quy vẫn là chính chúng ta. Ngài là tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Diệu mà. Sách Hoàng Nguyên Quán gọi chuyện này là xuất sanh vô tận. Gọi nó là diệu lý Pháp được gọi là diệu pháp Đối với chữ diệu này Diệu ở chỗ nào? Chẳng thể nói là nó có Mà cũng chẳng thể nói là nó không có Đó là diệu Quý vị nói nó là có Thì bản thể của nó chính là không Tròn chẳng thể được Quý vị bảo nó là không Nó lại thật sự hiện tướng Tướng là huyễn tướng Lý là không Lý chẳng phải là vật chất Mà cũng chẳng phải là tinh thần Sáu căn của chúng ta đều chẳng tiếp xúc được Quý vị nhìn chẳng thấy Mà cũng chẳng nghe thấu Nghĩ cũng chẳng ra Sáu căn không có cách nào tiếp xúc Nó tồn tại chẳng phải là không tồn tại Điều này được gọi là diệu Lý diệu, sự diệu Tướng cũng diệu khi nào có thể thấy chân tướng? Khế nhập bền thấy. Chưa khế nhập sẽ chẳng nhìn thấy. Khế nhập phải có công phu định huệ. Chưa có định huệ thật sâu thì đến khi nào sẽ định? Định cho chúng ta tu tương ứng với tự tánh vốn định. Cổ Đại Đức nói tánh tu bất nhị Tánh định là tự tánh vốn định Huệ Năng Đại Sư nói Nào ngờ tự tánh vốn chẳng dao động Đó là tánh định Này tâm chúng ta loạn vọng niệm quá nhiều Buông vọng niệm xuống như thế nào? Chúng ta tu định, tu tương ứng với tự tánh vốn định Thật tướng của các Pháp hiện tiền hoàn toàn thấy rõ rệt Khi ấy sẽ gọi là Minh tâm, kiến tánh, đại triệt, đại ngộ Người học Phật phải đặt vững mục tiêu ở nơi đây Này chúng ta ở trong thế gian này tưởng tượng chẳng được Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp Trước hết hãy về thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc theo A Di Đà Phật Vấn đề ấy sẽ được giải quyết Chúng ta bèn có thể chứng đắc Hôm nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tới đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật